con người khi sinh ra trên trái đất này thì đã được định vị rõ là anh sẽ làm cái nghề gì và anh là ai. Sinh ra rồi lớn lên để làm ăn, sinh sống rồi sau đến lúc mất thì cũng không phải người nào cũng phải tìm hiểu là tôi là ai, tôi sinh ra trên quả đất này thì để làm cái gì. Ngay bản thân mình cũng vậy thôi, mình cũng phải đặt câu hỏi là mình sinh ra trên quả đất này, cái nghĩa vụ, cái số phận của mình sẽ làm cái gì. Và đây, những công việc, những hành trình mà mình đang làm từ lúc sinh ra, lớn lên cho đến tận bây giờ thì mình vẫn tin là đó là một con đường mà có một cái đấng tối cao nào đấy đã định sẵn cho mình. Mình muốn cưỡng lại cũng không cưỡng. Tôi và anh Sơn thì quen biết nhau cách đây chắc là phải 25 năm, 25, 27 năm. Tức là từ năm 1992, 93. Anh Sơn thì là lứa trước. Anh Sơn là sang làm nghiên cứu sinh của trường đại học Bách Khoa. Và anh khi tôi sang thì anh Sơn là đang chuẩn bị làm luận văn. Ra trường là chỉ có hai cái nơi mà mình làm việc mà thấy thích thú nhất. Hoặc là phải trở thành một thầy giáo ở trường, chính trường mình học. Hoặc nếu không đạt được tiêu chuẩn đó thì rất khoát là anh xung phong vào bộ đội. Ra đi nhưng với một cái tâm thế là nếu có điều kiện để quay lại thì có thể, trong những cái ước nguyện, vẫn có một cái ước nguyện là lại được tiếp tục là về trường hoặc là về đâu đó để làm giáo viên. Thế sau đó thì ở làm thầy giáo, công nhận là thích thật. 10 năm ở Bách Khoa sướng, cảm thấy có một cái gì đấy rất là yêu cái ngành, yêu cái ngành làm thầy, yêu học trò, yêu trường. Và trong xã hội thì mình cảm thấy đúng là lúc ấy thanh cao thật. Và cũng phải nói thật là cái thời kỳ của anh mà một người trẻ ở lại trường làm giảng viên của một trường đại học như Bách Khoa thì nó quá là tuyệt vời. Nó hiếm hoi lắm, nó ít lắm và nó nổi tiếng lắm. Ngày xưa thì chị dạy học, nhưng mà thực ra chị rất là yêu cái nghề làm báo. Mà cũng là do hoàn cảnh gia đình cho nên là chị không đi theo cái nghề đấy được. Và cái thời gian chị ở Ba Lan ấy thì chị tích lũy được rất là nhiều kiến thức. Con người ta không phải chỉ có học mà là đủ, mà quan trọng là đọc. Thế là mười mấy năm ở Ba Lan thì hầu như là mỗi một lần từ Việt Nam sang khoảng 2 vali sách. Một vali cho con cái học và một vali sách cho chị đọc. Đấy, và thường xuyên có người về thì các em ở nhà đều gửi báo với gửi sách lên cho chị đọc. Tôi có tham gia giảng dạy ở trường Đại học Tổng hợp mà từ năm 1988, khóa học 88-89 và khóa học 89-90, tức là bản chất là tôi đã dạy hai khóa ở đấy. Và đến cuối năm 91 thì tôi mới rời khỏi trường. Vẫn nghĩ là học dăm năm ở nước ngoài thì về tiếp tục làm thầy giáo rồi làm những công việc như các thầy các cô ở trong trường. Và các cái lớp thế hệ, các thế hệ sinh viên nó sẽ ra trường thì mình cũng coi như người chở đò qua sông. Nhưng mà cái chở đò này mình cho là rất là ý nghĩa. Tôi sang đánh Sơn là người thành đạt ở Ba Lan rồi, còn tôi là lính mới tò te, tức là cái lính mới sang, lại không phải là dân được gọi là học hành chính thống ở Ba Lan. Còn anh Sơn là dân chính thống ở Ba Lan. Vừa về học hành thì anh ấy cũng sang để làm nghiên cứu sinh. Lúc anh Sơn thì cũng chưa bảo vệ. Nhưng một mặt thì là anh ấy cũng là một trong những doanh nghiệp lúc ấy là đã bắt đầu có tiếng. Sang bên kia thì cuộc sống nó khác, xã hội nó thay đổi. Mình không còn quay trở lại về Bách Khoa nữa. Đúng cái thời kỳ đấy là cái thời kỳ Liên Xô tan rã. Và sau đó tôi sang bên Ba Lan. Và sau khi sang Ba Lan thì quyết định là ở lại. Cũng là vừa chủ yếu lúc ấy là bắt đầu chuyển sang kinh doanh. Chứ không có cái hướng, chí hướng để làm khoa học. Thì sau khi mà cái sự sụp đổ của Liên Xô, tức là sau cái công đoàn đoàn kết của Ba Lan ấy, thì là bắt đầu có cái xu hướng làm ăn, kinh doanh theo cái lối tư nhân, tức là bắt đầu là chuyển từ hệ thống xã hội chủ nghĩa sang cái hệ thống tư bản chủ nghĩa. Đi khoảng 7 đôi tất và xỏ vào một đôi giày lông, ngồi giao hàng mùa đông khoảng âm 20 độ. Khi mà mình thở ra thì đóng băng ở trên này và ở lông mi với lông mày là đóng băng. Thế và cứ chân nọ thì kiểu dập chân kia, cho chân vào thùng cát tông. Thế khi mà đi về thì lại còn xách theo một tay thì bao gạo, một tay thì kiểu rau. Để về là bắt đầu là buổi chiều đấy là nấu cơm cho chồng cho con ăn.
Thế thì anh bảo là em không phải là người mà nó là một cái máy. 5 giờ sáng dậy, 2 giờ chiều về, cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế. Thế đấy, anh muốn em về nước. Và anh ấy có hứa với chị là em về nước anh sẽ cho em thành người chứ không phải là cái máy.